Jump. OK, hello game. Chúng ta lại quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục với cái series game Jones Play Quest. Và lần này cái mini game không phải nhập cái phần Jones Play Quest của chúng ta sẽ chơi ấy, nó sẽ là Jones YouTuber. Để xem là lần này chúng ta sẽ chôn YouTuber kiểu gì và những YouTuber nào sẽ bị chôn. Ok. À rồi, Play game vâng anh em ạ. Thì đây, Play trông quen quen nhỉ, trông rất là quen luôn cho mình. Không biết đây là ai cả. Rồi, let's go. Chúng ta sẽ xem cái đoạn câu chuyện nhá. Đây, có một con ma anh em ạ. Một con ma nó lôi thầy vào trong cái laptop đúng không? À đây, anh em có nhớ con game này không? Con game khốn nạn này, mình thề luôn, quả này lại dọa ma mình đấy. Cẩn thận, tỉnh táo các bạn. Rồi phải tỉnh táo. Mình sẽ rồi. Cái trò này lại bị dọa ma đây mà. Mình phải tỉnh táo anh em ạ. Tốt nhất là chúng ta nên ngửa xa ra thì... Biết ngay mà. Mặc dù mình đã biết trước rồi nhưng mà mình vẫn hơi giật mình một chút. Rồi còn nữ dám dọa dồ mình. Mày đẹp lắm. Mình sẽ ấn vào nút end luôn. Để xem là chúng ta quả vừa đấy là bị dọa cho ra tốn khít cả quần ra rồi. May là mình mặc ba cái trông rip. Hay là lúc mà có cái con ma dọa ra thì mình sẽ dọa mình à. Anh em biết không, đây chính là cái khoảnh khắc mình mong muốn nhất ấy. Chẳng qua là mình sợ là đập vỡ tivi thôi, nên là đập vỡ màn hình máy tính của mình, nhưng mình không làm thế. Nhưng mà trong game này thì cuối cùng nó đã giúp mình rồi. Thằng nào đấy, chân vãi cái chân, anh em nhìn chân này, quả chân cầu vồng với cơ lơ. Lúc đầu mình tưởng thằng này là con gái, hóa ra là con trai anh em ạ. Chết thật, nguy hiểm lắm, bây giờ cũng có gai nhiều anh em ạ. Rồi, mỗi đứa ăn một quả đúng không, mỗi đứa sẽ ăn một quả, và rồi đến quả cuối cùng chúng ta chắc chắn là sẽ rồi. Theo mình đoán thì rất có thể là chúng ta sẽ cho thằng này ăn trước, hoặc là làm cách nào đó để cái viên cuối cùng thì thằng này nó sẽ ăn. Ok đấy. Mình biết mà, thử nào cũng thế. Dám nhìn mình với một con mắt này em ạ. Cái gì đây, banana phone à? Thật không là không thể tin nổi, chính chúng tôi cũng không thể tin nổi. Tin tên nếu là được. Chúng ta có chúng ta có iPhone đúng không, thì đây chúng ta có banana phone. Ok, và chắc là chúng ta sẽ cho cái máy này vào trong cái máy xay này và xay lên đúng không? Yeah. Mình sẽ xay nó lên. Rồi bây giờ mình sẽ phải tìm thật kỹ để xem là xung quanh đây nó có gì không. Trời ạ, ngu ngốc. Mình thề là phải có một cái gì đó nó ấn được vào xung quanh cái này. Thì đây. Đúng quá, có cái ấy này. Nokia anh em ạ. Rồi, có điện thoại nó kìa. Điện thoại Nokia là viết không dấu của điện thoại nó kìa đấy anh em ạ. Thực sự đây là một điều mà không phải ai cũng biết đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ xay chung nó vào với nhau à. Ngu à, bướng à. Đây gọi là thanh niên nghịch ngu anh em ạ. Già tóc bạc phơ rồi mà vẫn còn nghịch, rất ngu. Ok. Tại sao lại ị thay vô duyên nhỉ? Ị giữa đường anh em ạ. Mà cái gì đen đây? Rất có thể là đây là sản phẩm của cái thằng này sau khi bị táo bón khoảng độ 30 năm, 40 năm gì đó. Ok, và chúng ta sẽ xả nước à. Ôi. Vai nồi ạ. Xả nước làm sao bị tụt cái đít nó kiểu là bị hút xuống ấy. Khổ vãi. Rồi bây giờ dặn anh em ạ. Rồi nó bắt đầu dặn. Thằng này cười thôi à. Rồi nó vẫn cười anh em ạ. Nó vẫn cười vào mặt mình. Có nút điều khiển này. Thuốc anh em ạ, hình như là thuốc. Rồi mình hiểu rồi, thằng bị táo bón. Nó bị táo bón và sau thằng này có thuốc sổ hoặc là thuốc gì đó. Oh my god. Oh shit. Đánh rắm rồi bay phát ra vũ trụ luôn ạ. Bá đạo vậy ai chơi. Wow, Miley Cyrus Wrecking Ball anh em ạ. Mình đã xem cái
cái video Breaking Bone này rồi và cả video Paris của nó nữa. Kỳ buồn cười luôn. Ok, và để xem Breaking Bone gì nào. Tay tay. Alo. Chưa có thể phá được cái nhà. Rồi. Rồi. Sao vậy? Đập như đập ba phát là không được anh ạ. Ok, vậy thì đây. Gì đấy? Thế tại ở nước mà nó này. Mình biết ngay mà, tại vì nó màu xanh em ạ. Tại vì nó màu xanh nên là nó cũng hơi lộ. Rồi, nó hơi can lộ lộ một tí thôi. Ai mà biết can lộ thì chắc hiểu mình muốn nói gì. một anh giống như kiểu anh vô gia cư à. Đúng không? Ấn vào thằng này thì nó chỉ cười thôi em ạ. Nó không có cái cảm xúc gì nhiều. Mình sẽ thử tìm. Thường là mấy cái trò này nó hay giấu giấu mấy cái nguy hiểm ở những cái góc góc mà chúng ta không để ý ấy. Đấy. Ok, vậy thì mình sẽ ấn vào cái thùng này đi. Đủ con mèo ạ. Rồi, con mèo. Không cẩn thận là con mèo nó sẽ bắn mình ấy. Mình phải tìm ra được một cái gì đó. Ok, bây giờ mình nhấn luôn. Bang. Mình tưởng là con mèo nó sẽ bắn vào trái tim của mình. Nhưng mà rồi nó đã tát vào mặt mình. Nó dám chỉ nhục mình em ạ. Nhìn mà con mèo trông hãm không? Con nạn. Bang. Từ đầu đến giờ là mình đã click khoảng 305 lần rồi. Và chúng ta mới đến được level 6. Mình chơi mấy bạn này nó hơi gà nhưng mà mình sẽ cố gắng. Đây rồi, ấn con gà. Theo mình đoán là chắc là mình có thể ấn được vào thằng này. Đấy, anh em có thể cái cổ của nó. Cái cổ của nó giật giật này. Ok, đấy mình đã bảo rồi mà. Thể nào nó cũng thể tụt cái đầu này xuống. Bang, rồi. Ê. What the mình tưởng là tụt được đầu xuống đi. Thì mình phải thắng chứ. Éo gì vậy, đây mình tụt được đầu xuống rồi mà. Mặt ngầu anh em ạ. Thì ra là như vậy chứ không thắng được. PewDiePie. Wow, shit. How's it going, Rosemary's PewDiePie? PewDiePie thời mà vẫn còn để râu lưa thưa anh em ạ. Cái thời mà râu chưa mọc dài. À quên, đúng rồi, gặp PewDiePie là chúng ta phải đấm tay cái nhỉ. Rồi, chúng ta mình sẽ đấm tay với PewDiePie. Ok, bây giờ là chúng ta có một cái bắt mặt ở đây không? Mình đoán là mình sẽ bắt cái này ra. Ok, chúng ta sẽ bắt hai cái này ra. Rồi, sao nữa này? Tức là chúng ta sẽ không bắt cái này ra các bạn. Đây. Mình nhìn thấy một cái khác rất khả nghi, chúng ta sẽ bắt cái này. Rồi, sao nữa? Thì ra bí mật bấy lâu nay của PewDiePie đó chính là chỉ là một cỗ máy anh em ạ. Đồ sao đây chỉ là game thôi mà đúng không? Cái gì cũng có thể xảy ra được. Còn đây là anh đầu bếp. Chúng ta muốn anh đầu bếp. Và mình chắc là này. Rồi mình sẽ chặt cái này ra. Chặt ra luôn. Sau mình đoán là sẽ cho tất cả vào chỗ này. Like. Gì đấy? Đứa nào đấy? Phụ bếp của mình à? Hay là gì nào? Rồi mình sẽ chặt ra luôn. Rồi cho vào. Mình sẽ không ấn vào cái tay đâu. Đây, mình đã ấn vào nó rồi, mình đã thua. Một thằng nào đó mà ví dụ nó đang nấu cho mình chỉ một bát mì thôi. Và rồi sau đó trong lúc đang nấu mì rất là ngon lành cành đào, cái công việc này nó rơi thẳng vào bát mì của mình. Và thằng này nó vẫn tiếp tục nấu, nó vẫn tiếp tục đảo lên. Và sau đó nó bê ra cho mình ăn. Và mình vẫn ăn rồi. Cái cảm giác là bá đạo quá đi. Mình không dám nghĩ nữa. Thôi mình đã tìm ra được gọi là một cái gì đó. Chúng ta sẽ lại, mình có một cái cục gì. Hay là chúng ta sẽ cho vào đây. Đây, mình nói có sai đâu. Thầy nó like mình rồi anh em ạ. Nó thích cái hương vị. Chúc quen nhỉ. Có phải ở đây là Dan GDM không? Mình thấy gần giống. Ok, và chúng ta có một cái máy quay. Bật nút. Không được em ạ. Hình như là chúng ta chỉ có thời gian thôi. Đấy. Cười rồi. Không được. Ok, cái bản này có vẻ là hơi khó qua nhỉ. Chúng ta sẽ có thể bật được vào đâu đây. Cái máy quay này thì mình ấn vào nó sẽ lại tắt đi. Vậy thì mình sẽ ấn vào thằng trước. Rồi, ấn tiếp phần nữa. Đây. Đây. Đấy, mình biết rồi. Chúng ta sẽ phải giống như kiểu là tức là đúng rồi, trong lúc quay video thì mình phải cười liên tục đấy các bạn. Không là nó sẽ thua. Đây là thử thách đổ nước vào người này. Mình biết cái này.
đã có một cái thử thách người ta gọi là cái gì mà đổ nước đá vào người ấy, mình không rõ lắm nhưng mà chắc chắn đây là cái thử thách đó. Sorry anh em, mình đang bị sụt mũi. Rồi tiếp tục, và đây chúng ta sẽ mình sẽ kéo xuống và thua. What the fuck? Hay là mình sẽ phải kéo cái này? Không phải anh em ạ. Rồi ok, và mình thề là cái mấu chốt của nó sẽ phải là cái xô nước này và cái thùng rác. Tức là chúng ta sẽ phải hoán đổi hai cái cho nhau để mà thằng này nó sẽ kéo, tức là đổ rác vào người ấy. Mình đoán là như vậy chắc chắn luôn. Tại vì đây là chôn mà đúng không? Chúng ta chôn YouTube, tức là những cái sự kiện trên YouTube chúng ta sẽ chôn những cái sự kiện đó. Mình thề là chúng ta có thể đẩy nó lên đấy, nhưng mà mình cũng không biết đẩy nó cách nào luôn. Mình sẽ thử nhá, ấn. Oh! Đủ chúng ta di chuyển đến đấy. Rồi ạ, à, rồi mình di chuyển được. Và ấn vào thằng này không được, ấn vào thằng không được các bạn. Bây giờ ấn vào cái này thế nào? Đấy! Chuẩn bay. What the fuck? Cái dây này đâu ra mẹ. Rồi bây giờ công việc rất đơn giản thôi, chúng ta kéo này xuống và rác sẽ đổ vào người thằng này và chúng ta sẽ win. Đó. Nhưng anh em thấy vừa nãy có buffet không ạ? Rác sau khi đổ người mình rất nhiều bởi nhìn mặt này. Được rồi, và chúng ta đã vượt qua được game này với 10 level và với 10 cái sự kiện của YouTube. À, thực ra là mình không nhận ra hết 10 sự kiện đó là những sự kiện nào, nhưng mà có một vài cái chúng ta có thể nhận ra, đó chính là PewDiePie này, hoặc là Dan TDM có thể thôi nhá. Và cái sự kiện cuối cùng đó chính là cái sự kiện mà kiểu trào ly với đổ nước đá người ấy. Rồi, và nếu như em thích cái game này đừng quên để lại một like và hãy đăng ký kênh để giúp mình đạt được 200.000 đăng ký. Còn bây giờ thì bye bye.